À, sang một câu hỏi khác, có Phật tử hỏi Di Đà Phật, con kính bạch thầy, có mấy câu hỏi như sau. Một, con có vài câu hỏi muốn thầy chỉ dạy ạ. Con sinh năm 1947, con có người con trai mất năm 2007, và cuối năm nay vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 tới, con muốn cải cát cho con của con muốn hỏi thầy là con có cải cát cho con của con được không? Và nếu được thì làm vào ngày nào được ạ? Con muốn tụng kinh trước khi làm cho con của con ở tại nhà, và con muốn tụng kinh Địa Tạng thì con nên lập đàn khoảng 3 hay 7 ngày ạ. Và khi cải cát con phải làm thế nào cho đúng chính pháp nhà Phật ạ? Vì con trai cả của con, tức là anh của con trai đã mất của con. Nó cứ loằng ngoằng. Thực ra nó thì nó rất là mạch lạc, nhưng mà viết nó nhiều quá cho nên đọc nó cũng khó mà nhớ hết được. À, tức là anh trai của con trai đã mất của con. À, nó nói là phải mời thầy cúng làm cho lễ lạt, toàn đồ sát sinh, ván xôi con gà và những thứ khác, đồ máu thịt chúng sinh khác để cúng ở mộ và ở nhà. Con thì nghĩ là vừa tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho con, xong anh trai nó lại nói là làm đồ mặn để cúng, vậy thì còn lợi ích ở đâu? À, con mong thầy chỉ dạy. Chỉ dạy ạ. Cái thứ nhất, thầy xin trả lời vào luôn, đó là gì? Phật tử này có thể làm vào tháng sang, để sang đầu tháng 11 đi, làm cho nó ấy, giờ ông cuối giữa giữa tháng này có thể cũng không kịp. Nên mà sẽ để đầu tháng 11, đó là ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Chiều ngày mùng 3 thì vào từ 13 đến 15 giờ chiều ngày mùng 3 âm lịch tháng 11 thì động thổ phá nấm và đào huyệt, tức là động thổ đào huyệt mới và phá nấm đó. Nhưng nhớ là khi mà phá nấm thì đào xuống tới nắp quan tài thì để nguyên ở đó, không được mở nắp ra để xem trước, phải để ở đó, vì lúc đó mình chỉ động thổ phá nấm và đào huyệt thôi, cho nên ấy sạch đất cát để nguyên đó. Và đến đêm ngày mùng 3 sang rạng sáng ngày mùng 4, tức là sang ngày mùng 4 rồi đó, thì từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, đêm ngày mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 đó, tức là sang ngày mùng 4 rồi, từ 1 giờ 5 phút đến 1 giờ 15 phút thì bắt đầu thì mới mở ván thiên, tức là bật ván thiên ra và bốc mộ, bốc xương sang để sang cái quách mới. Khi mà xong việc đó thì sẽ phải an táng trước 3 giờ, tức là an táng sang mộ mới trước 3 giờ. Dậy sáng cái hôm đó thì từ 7 rưỡi 8 giờ cho đến 9 giờ thì đó thì ra để xây và để ốp đá hay là ốp chụp vân vân gì đó thì là được trong ngày đó, những ngày đó. Còn cái việc để tụng kinh 3 ngày hay 7 ngày, thầy nghĩ rằng là thôi bắt đầu từ ngày mai cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho hết đến ngày đó thì để làm thì sẽ tốt hơn. Cũng không cần phải đi mượn, đi nhờ ông thầy cúng đâu, không cần. Nếu làm ông thầy cúng cả tháng mình tụng kinh như vậy, giờ ông thầy cúng đến giết gà rồi giết qué để cúng bái các thứ đó thì nó tổn phước thêm. Nên cả nhà nên bàn ra cái thanh bông hoa quả thanh tịnh ra làm lễ ở tại đó là tốt nhất. Và khi làm thì đơn giản thôi, nếu mà biết trì chú Đại Bi hoặc tự mình biết được thì tốt, không thì mời nhóm Phật tử đến trong đạo tràng đến là tốt nhất. Đó là trì cho ba biến Đại Bi thập chú, ba biến Đại Bi, một biến thập chú hay ba biến Đại Bi thập chú đều được. Xong rồi Bát Nhã, xong niệm Phật, xong rồi hồi hướng Tam Tự Quy, xong mình khấn nguyện với thần linh thổ địa ở đó và khấn với cái vong đó, hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, vào giờ mấy giờ mấy giờ đó thì xin làm lễ động thổ phá nấm và làm lễ động thổ gì đào huyệt để sang cát cho vong linh tên là gì đó. Ngày tháng năm sinh nhớ được thì tốt, không nhớ được thì chỉ cần nhớ là gì, năm mất là bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đang chôn ở đâu, và xin được
sang cát để chuyển từ chỗ này sang chỗ nào đó để an táng, vân vân. Mình khấn nôm na như vậy thôi, là như vậy là xong, bắt đầu là đào là ấy. Nhưng trước khi mình động thổ, mình chọn giờ động thổ như thầy nói lúc nãy rồi, thì mình phải làm lễ trước đi, lễ trước khoảng độ 30 phút hoặc là tiếng đồng hồ, gần tiếng đồng hồ đi, ví dụ như là 1:30 hoặc 2 giờ làm động thổ chẳng hạn, thì 1 giờ làm lễ thì để 1:30 hoặc 2 giờ mình động thổ, hoặc 2:30 động thổ thì mình cứ lựa lựa làm lễ trước đi cho hết cái tuần hương, hoặc gần hết tuần hương, nó ít nhất phải được hết 2/3 tuần hương thì mình mới bắt đầu gì động thổ. Thì tốt nhất cái khi mà đến đây làm cái nghi thức Phật giáo đấy. Còn cái khi mà đến cái đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 thì bật Vãn Thiên, trước khi bật Vãn Thiên mình chỉ cho một biến Đại Bi Thập Chú trong Bát Nhã, xong bắt đầu khi mà niệm Phật hoặc là niệm chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Bát Minh Hồng thay vào đó cũng được, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Thì khi đó là để bắt đầu mở Vãn Thiên làm cho đến xong, xong xuôi đó thì bắt đầu là cứ niệm Phật từ chỗ đó chuyển sang đến chỗ cái huyệt mới đó và chôn và an táng. An táng xong vẫn cứ niệm Phật như vậy, niệm Phật xong xuôi đâu cho an táng xong, vùi đất xong đến bằng mặt một cái, thì khi đó mới hồi hướng tam tự quy và phát nguyện tam tự quy xong, bắt đầu gì nghỉ đi, về nhà nghỉ, sáng ra đi xây hoặc là ốp đá. Bao giờ xong một cái thì có cái gọi là, nếu cẩn thận đó, thì mình có cái khoa cúng, về khoa cúng nhập mộ đó. Hoặc nếu không biết cúng thì nhờ các sư ra cúng cho tốt nhất. Các sư ra cúng thì thanh bông hoa quả, mâm cơm chay hoặc thanh bông hoa quả là xong. Nếu có thể cúng thì lại phải giết gà mổ, giết gà giết qué rồi các thứ rồi vân vân. Nếu các sư không gọi được thì tự mình cũng có thể gì lại trì ba biến Đại Bi Thập Chú, Bát Nhã và niệm chú Vãng Sinh, niệm Phật xong hồi hướng cho cầu xong rồi khấn nguyện các vị thần linh thổ địa, các vị thần cai quản cái khu đất, cái nghĩa trang này đó, mình khấn nguyện cái vong linh đó cho họ để sớm được nhập mộ và sớm được siêu thoát. Như vậy là gì, cho gửi nắm xương họ ở đó, và còn nữa cái thần thức thì nguyện cho họ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành nhân thiên, để gặp Phật pháp và tu hành, mong chứng đắc thánh quả, mau chứng đắc thánh quả và độ chúng sinh ở đời sau. Đó là gì? Đó là làm theo nghi thức Phật giáo tốt nhất, nhẹ nhàng nhất, tốt nhất, không tốn kém mà là hiệu quả, khiến cho vong linh cũng như là người thân á được phúc, giảm tội mà lại được phúc, không bị tội mà lại được phúc. Còn nhờ các ông thầy cúng thì chắc chắn là gì? Sát sinh hại vật thì chúng ta biết rồi, theo nhân quả là gì, là có tội đấy.